Như vậy chúng ta đã xác định được cái tên đầu tiên bước vào vòng bán kết Champions League, đó chính là Paris Saint-Germain. Và vào đêm nay rạng sáng mai, cái tên thứ hai sẽ lộ diện trong cuộc đối đầu giữa Leipzig và Atletico Madrid. Có thể nói đây là hai cái tên gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay, bởi nạn nhân của họ đều là những ông lớn tới từ Premier League. Trong khi Leipzig đánh gục Á quân C1 là Tottenham, thì Atletico Madrid còn tạo nên cơn địa chấn khi biến nhà vô địch Liverpool trở thành cựu vương. Chính vì lẽ đó, đây cũng là một trong những trận đấu đáng được chờ đợi nhất tại vòng tứ kết Champions League. Atletico đang hướng đến trận bán kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2017 khi đoàn quân của Simeone bị loại bởi kình địch cùng thành phố Real Madrid. Sau quãng thời gian tạm nghỉ vì đại dịch, Atletico Madrid đã hoàn tất phần còn lại của mùa giải tại La Liga với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp để cán đích ở vị trí thứ 3 chỉ sau Real và Barca. Tính rộng ra, chuỗi bất bại của đội bóng áo sọc đỏ trắng đã lên đến con số 18 trận liên tiếp kể từ trận thua 0-1 trước Real Madrid hồi tháng 2. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cũng đã loại đương kim vô địch Liverpool ở vòng tứ kết. Điều đó mang lại rất nhiều sự tự tin cho vị thuyền trưởng người Argentina trước màn đối đầu với Leipzig. Tôi không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài trận đấu ngày mai. Như tôi đã nói, giành chiến thắng không phải điều quan trọng mà đó là điều phải làm để đi tiếp tại giải đấu. Tất cả những tính toán sau đó chỉ có thể tồn tại nếu chúng tôi thắng vào ngày mai. Bên kia chiến tuyến, Leipzig sẽ phải chứng tỏ nhiều điều để không phải là chú cừu non trong mắt con sói Atletico. Timo Werner, cầu thủ đã ghi 28 bàn tại Bundesliga và đóng vai trò then chốt giúp Leipzig đánh bại Tottenham Hotspur 4-0 ở vòng trước, đã chính thức chuyển đến khoác áo Chelsea. Phong độ của Leipzig không quá ấn tượng khi họ không giành được chiến thắng 5 trong 9 trận đấu kể từ khi Bundesliga trở lại. Nagelsmann hiểu rằng Leipzig cần phải tạo ra những bất ngờ đủ lớn cho một Atletico Madrid rất khó đánh bại ở thời điểm hiện tại. Hãy nhớ rằng chiến thuật áp dụng trong trận đấu chỉ diễn ra một lượt thế này là điều rất quan trọng. Chiến thắng đồng nghĩa với việc lọt vào bán kết. Tôi tin Atletico không có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Sẽ là không dễ để các học trò của Nagelsmann xuyên thủng hàng phòng ngự của Atletico Madrid. Một hàng thủ đã giữ sạch lưới 6 trong 10 trận đấu gần nhất. Diego Simeone hoàn toàn có thể nghĩ đến vòng bán kết và thậm chí xa hơn là trận chung kết. Khi khắc tinh số 1 của Atletico Madrid là Cristiano Ronaldo đã bị loại bởi Lyon. Nhưng trước mắt, họ sẽ cần phải vượt qua thử thách mang tên Leipzig tại Jose Alvalade. Xin được nhắc lại một lần nữa thì cuộc đối đầu tứ kết giữa Leipzig và Atletico Madrid sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Cà Cộng Phái Mạnh vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Cặp tứ kết này giữa Leipzig và Atletico Madrid cũng sẽ là màn đấu trí giữa hai đội viên có phong cách huấn luyện khác nhau. Bên phía Leipzig đó là huấn luyện viên Nagelsmann, một người với phong cách áp sát và lối chơi tấn công. Trong khi đó thì bên phía Atletico Madrid là huấn luyện viên Diego Simeone, một người theo triết lý phòng ngự tổng lực. Và cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên cá tính này hứa hẹn sẽ tạo ra một trận tứ kết hấp dẫn diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Huấn luyện viên của Atletico Diego Simeone cùng các học trò đã loại nhà vô địch Champions League mùa trước là Liverpool ngay trên sân Anfield bằng một lối đá phòng ngự phản công khó chịu nhưng hiệu quả, và đặc biệt là khả năng tận dụng sai lầm của đối phương cực tốt. Nhiều người có thể nói rằng Marcos Llorente là người hùng của trận đấu với hai lần xé lưới Adrian, nhưng để có thể cầm cự được suốt 120 phút và khi được những bàn thắng ấy, Simeone đã xây đắp nên một hệ thống kỷ luật. Nhìn cách bốn tiền vệ của Atletico Madrid di chuyển khi phòng ngự, cự ly đội hình của họ là hoàn hảo. Điều đó được thầy trò huấn luyện viên Simeone duy trì xuyên suốt giải đấu và thấm nhuần vào máu của Atletico. Tôi tin vào kỷ luật đầu tiên và hơn hết. Kỷ luật là lẽ sống, chiến thắng không dành cho đội mạnh hơn mà dành cho đội chơi thuyết phục hơn. Và với Atletico Madrid, chuỗi 18 trận liên tiếp bất bại và có thể sẽ còn gia tăng, có lẽ là quá thuyết phục theo như lời của Simeone. Hai lần thất bại tại hai trận chung kết Champions League làm nên một bản lĩnh sắt đá của vị thuyền trưởng Atletico. Ông trở thành người lọc lõi, giàu kinh nghiệm và cáo già tại sân chơi này. Huấn luyện viên Nagelsmann của Leipzig mới chỉ có lần đầu tham dự Champions League vào năm 2017 và ông còn ít tuổi hơn một số cầu thủ trong đội hình của Leipzig, nhưng tuổi tác không đi cùng với bản lĩnh. Chưa một đội bóng Bundesliga nào vượt qua Atletico tại vòng knockout Champions League kể từ năm 2015. Nhưng Leipzig của Nagelsmann lại có thể trở thành đội làm được điều đó. Vị trí thứ 3 chung cuộc tại Bundesliga cùng bảng thành tích bất bại 14 trên 15 trận cuối cùng tại nước Đức được gây dựng bởi lối chơi khoa học, trẻ trung nhưng cũng không kém phần rực lửa. Sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ khi có bóng và 5 hậu vệ khi không bóng, Nagelsmann giúp các học trò của mình áp đặt thế trận lên đối thủ và tạo ra lớp phòng ngự kín kẽ. Hai cầu thủ chạy cánh trong 5 cầu thủ phòng ngự ấy sẽ mở tốc độ hết cỡ khi có bóng.
với bài quen thuộc là đưa bóng đến 1/3 sân đối thủ và trả lại cho tuyến hai dứt điểm với những họng pháo quen thuộc như Sabitzer hay Forsberg. Bởi vậy, có thể nói Nagelsmann đã luôn chuẩn bị cho một phương án thiếu vắng Timo Werner trong đội hình. Với ông, chẳng ai là không thể thay thế. 30% việc huấn luyện là chiến thuật, 70% còn lại là thực lực. Tiểu Mourinho đã gây được tiếng vang lớn sau khi cùng Hoffenheim lần đầu tham dự Champions League. Và giờ đây, ông sẽ cùng ngòi nổ Leipzig đối đầu với Atletico khi khoa học thăng hoa đối đầu kỷ luật chặt chẽ. Atletico Madrid là một đối thủ nặng ký, thế nhưng giống như Atalanta, vào đêm nay người hâm mộ sẽ dõi theo Leipzig. Liệu đại diện của nước Đức có thể viết nên câu chuyện cổ tích của mình tại Champions League hay không? Câu trả lời sẽ có vào đêm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Leipzig và Atletico Madrid sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai. Và trước đó sẽ là chương trình đồng hành của chúng tôi trên đỉnh châu Âu sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng. Sau khi có được tài năng trẻ Kubo từ Real Madrid, Villarreal tiếp tục khiến tất cả phải bất ngờ khi chiêu mộ thành công bộ đôi Dani Parejo và Francisco Collanh từ tay đại kình địch cùng thành phố Valencia. Đội trưởng câu lạc bộ chủ sân Mestalla, Dani Parejo chuyển đến theo một bản hợp đồng miễn phí sau 9 năm gắn bó với Valencia, ghi 65 bàn sau 381 trận. Trong khi đó, ban lãnh đạo Villarreal cũng phải chi ra 8 triệu euro để có được Collanh. Cầu thủ có 89 lần ra sân cho đội 1 của Bầy Rơi kể từ khi chuyển đến từ Arsenal vào tháng 1 năm 2018. Với những quyết định mạnh mẽ trong chuyển nhượng, Villarreal cho thấy quyết tâm gặt hái thành công tại sân chơi quốc nội cũng như tại Europa League trong mùa giải sang năm. Cũng tại La Liga, nhà đương kim vô địch Real Madrid đã quyết định rút ngắn thời gian cho mượn Martin Odegaard tại Real Sociedad xuống còn 1 năm, so với 2 năm theo thỏa thuận ban đầu. Như vậy, cầu thủ người Na Uy sẽ chính thức trở lại Bernabeu và nhiều khả năng cũng sẽ được trao cơ hội trong màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là động thái hợp lý của ban lãnh đạo kiền kiệt trắng khi cầu thủ 21 tuổi hoàn toàn có thể là nhân tố giúp cho hàng công của Real Madrid được làm mới. Mùa giải 2019-2020, chân sút người Na Uy thi đấu ấn tượng với 7 bàn thắng và 9 kiến tạo cho Sociedad. Việc sớm gọi trở lại Odegaard cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh Real Madrid cũng đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và cần phải thắt chặt chi tiêu. Tại nước Anh, câu lạc bộ vừa phải xuống hạng Watford đã chính thức bổ nhiệm Vladimir Ivic vào chiếc ghế huấn luyện viên tại Vicarage Road. Nhà cầm quân người Serbia đã rời Maccabi Tel Aviv trong mùa hè này sau khi dẫn dắt câu lạc bộ Israel đến 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Trong 2 năm tại vị, Maccabi Tel Aviv của Ivic tỏ ra là một thế lực thực sự tại Israel với vỏn vẹn 9 thất bại sau 91 trận. Vladimir Ivic ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và nhiệm vụ trước mắt sẽ là đưa ong bắp cày trở lại với ngoại hạng Anh. Để có được sự phục vụ của huấn luyện viên 43 tuổi, Watford đã phải chi ra 1,2 triệu bảng tiền đền bù cho Maccabi Tel Aviv. Ngày hôm qua, một cầu thủ từng chơi bóng tại Premier League trong màu áo câu lạc bộ Arsenal đã chính thức nói lời từ giã sân cỏ. Đó là hậu vệ cánh người Thụy Sĩ Stefan Lichtsteiner. Với việc Euro 2020 đã bị hoãn vì đại dịch, Lichtsteiner đã quyết định rằng đây là thời khắc hợp lý để giải nghệ. Cựu đội trưởng đội tuyển Thụy Sĩ từng cùng Juventus 7 lần lên ngôi tại Serie A, đồng thời cùng lão bà thành Turin 2 lần lọt vào trận chung kết Champions League. Sau khi rời Juve, cầu thủ 36 tuổi có một mùa giải cống hiến cho Arsenal trước khi chuyển đến khoác áo Augsburg vào mùa hè năm ngoái. Ngoài những thông tin chuyển nhượng chính thức thì những tin đồn chuyển nhượng cũng là điều rất thú vị trong các phiên chợ mua bán cầu thủ. Koulibaly có lẽ là một trong những cầu thủ nhận nhiều tin đồn chuyển nhượng nhất trong thời kỳ này khi mà anh đã từng có tin đồn liên hệ với câu lạc bộ Liverpool. Hay cách đây vài ngày thì Manchester United cũng đã ra giá 63 triệu bảng để có được chữ ký của Koulibaly và giờ thì đến lượt Man City cũng đã đưa ra một con số để có được trung vệ của Napoli. Manchester City đã gửi đề nghị chiêu mộ Koulibaly với giá 55 triệu bảng đến Napoli. Tuy nhiên, đội bóng Italia đòi 62 triệu bảng cho trung vệ này. Nếu chấp nhận chi thêm 7 triệu bảng nữa, đội bóng chủ sân Etihad sẽ có cầu thủ người Senegal. Ngoài Man City, Manchester United cũng đang muốn có Koulibaly. Bên cạnh Kalidou Koulibaly, một mục tiêu chuyển nhượng khác của Manchester City là Thiago Alcantara. Hai đối thủ cạnh tranh với Man City trong thương vụ này là Liverpool và Bayern Munich, trong đó Liverpool đã đề nghị 30 triệu euro cho tiền vệ này. Tuy nhiên, Man City đang có ưu thế hơn đôi chút khi huấn luyện viên Pep Guardiola từng dẫn dắt Thiago tại Barcelona và Bayern Munich.
Tại Italia, câu lạc bộ Inter Milan đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali, người được mệnh danh là truyền nhân của Andrea Pirlo, với giá 35 triệu euro. Cụ thể, Inter sẽ mượn cầu thủ này trong mùa giải tới với giá 10 triệu euro. Sau đó, họ sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 25 triệu euro vào mùa hè 2021. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông và người hâm mộ nước này đang lên cơn sốt trước thông tin tiền đạo Mario Balotelli sắp tới đây thi đấu. Điểm đến của anh có thể là câu lạc bộ Beşiktaş. Vướng mắc lớn nhất lúc này là Beşiktaş chỉ có thể trả cho Balotelli mức lương 1,5 triệu euro một năm. Trong khi đó, Juventus đang muốn chiêu mộ Alexander Lacazette. Tiền đạo người Pháp được cho là không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta và sẽ bị Arsenal bán vào hè này. Juventus dự tính sẽ đổi một trong ba cầu thủ gồm có Gonzalo Higuain, Douglas Costa hoặc Christian Romero cộng thêm một khoản tiền để có Lacazette. Các cổng có trên mọi hạ tầng và ứng dụng di động. Các cổng giải trí và hơn thế nữa.